Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay là xin chào quý vị trở lại với chương trình giải phẫu thẩm mỹ cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Vũ. Quý vị có khỏe không nè? Thứ nhất là Trịnh Hội muốn hỏi, và thứ hai là Trịnh Hội muốn hỏi quý vị có thích những chương trình trước hay không? Bởi vì hôm nay chúng ta trở lại với văn phòng của bác sĩ Hannah Vũ để xem một cái thủ tục mới về giải phẫu thẩm mỹ, đặc biệt là kỳ này cái chương trình giải phẫu thẩm mỹ và cái thủ tục này nó dài hơn. Và rất may mắn là hôm nay chúng ta sẽ gặp được một người rất là nổi tiếng ở trong cộng đồng người Mỹ ở Los Angeles. Thưa quý vị, come 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 with me, alright? And cô là một người nổi tiếng trong cái radio industry, trong những cái chương trình phát thanh, bởi vì cô là người đã làm chương trình phát thanh 25 năm, và hôm nay thì Trình Hội sẽ hỏi cô đến đây để làm gì, và chúng ta sẽ biết thêm một chút tại sao cô có mặt hôm nay ha. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Trình Hội chào cô Renee. Renee Taylor là DJ nổi danh của Los Angeles đài radio FM 92.3. Bạn có thể nghe giọng nói trầm ấm của cô ta từ 2 giờ đến 7 giờ chiều thứ hai đến thứ bảy. Cô đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành phát thanh và đã làm cho Hot 92.3 FM hơn 10 năm. Cô đã phỏng vấn ca sĩ nổi danh như là Mary J. Blige, Janet Jackson và Beyoncé. Rất là hân hạnh chào đón cô Renee Taylor. Bây giờ xin mời quý vị cùng với Trình Hội chào cô Renee. Hello, Renee. Hi, Hoi, how are you? I'm good. How are you? I'm great. You're great. I was just telling the Vietnamese audience that we are here for a very long and complicated procedure. Oh, don't tell me that. Apparently. So, first of all, if you could just tell us why you're here and your expectations. I was talking to a friend about stubborn belly fat, and she stubborn. Yeah, it's stubborn. Definitely. Okay. And she suggested a friend that she's had procedure with, Dr. Hannah Vu, and said I might be a great candidate for liposculpture. And so I'm coming in to find out if I am. All right. Vâng, cô Renee nói rằng là thưa quý vị, cô đến hôm nay để mà có những cái thịt mỡ dư thừa nó rất là không chịu ra khỏi thân thể của cô, không biết dịch giữ stubborn như thế nào. Và cô nói cô có nói chuyện với một người bạn, và người bạn nói rằng là có một người bác sĩ Hannah Vũ làm liposculpture rất là hay. Liposculpture, thưa quý vị, là mình không nhớ là mình đã nói chuyện rõ về vấn đề này không, nhưng mà liposculpture là nó giống như là hút mỡ bụng, nhưng mà hút một cách theo cái thân thể của mình để mà không phải cắt một lượt và không để vết thẹo. Có lẽ là mình sẽ nói chuyện với bác sĩ Hannah Vũ hơn về cái liposculpture này. Xin quý khán giả đừng rời màn ảnh. Chúng tôi sẽ trở lại để coi Renee Taylor có quyết định trở lại để hút mỡ hay không. Do you have any concerns? What do you know about the procedures? Well, one of the things I like most about the procedure is that I'm not going to be knocked out. That was a concern of mine. I didn't right. want to be totally out. Right. I know I won't feel anything. She'll numb up most of the all of the area. And I was concerned about the recovery time because obviously I have to go back to work. I have right, a son right, I right. have to take care of. And that was another reason why I liked her philosophy on liposculpture. Okay. Right. Cô nói rằng cô có những cái lo lắng, mà cái lo lắng lớn nhất là có bị mê hay không, có bị gây mê hay không. Thì một trong những cái lý do mà cô thích đến đây là tại vì sẽ hoàn toàn không bị gây mê, và cô hoàn toàn cô tỉnh. Và cái lý do thứ hai là bởi vì cái thời gian recovery là cái thời gian mà sau đó bao nhiêu lâu thì cô có thể trở lại việc làm, tại vì cô cũng có một đứa con trai. You have a son? Yes. How old is he? Four. Four. Một đứa con trai 4 tuổi. So have you found out all of that before yes. today? Yes. Okay. Yes. And so how long are you going to be out of work? I will be back to work in 3 days. Monday. In 3 days? Monday. Okay. And wow, that's short. Yeah. How long would it be the procedure? The procedure, the actual sucking of the fat is only about 2 hours. Okay. But it's a 5 hour from the time you get here. And you have to do all the preparation. Right. Right. Exactly. And then you're not going to be totally out. Right. You're going to be totally awake. Yes. Right. Yes. And are you concerned about that? I mean, will you be looking? Yeah. Oh, yeah. I'm going to be looking. You'll be looking? Yeah. Okay. Thưa quý vị, cô nói là cô biết là 2 tiếng là cái chương trình cái thủ tục giải phẫu, nhưng mà
phải cần khoảng 5 tiếng đồng hồ đến đây để mà chuẩn bị. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên là chỉ có 3 ngày thôi là cô có thể trở lại việc làm, trở lại cái công việc của cô, và thứ ba là cô hoàn toàn sẽ tỉnh. Và bởi vì cô tỉnh thành nữa, cô sẽ nhìn rõ xem coi là nó hút như thế nào. Any last words before you go into the operation? Wish me luck and we're hoping for the best. Cô nói rằng là lời cuối cùng mà cô muốn nói rằng là hãy chúc cho cô may mắn và mình sẽ hy vọng là có một kết quả tốt nhất. So we're gonna come back here and we're gonna talk again to the to our audience. Yes, I'll let you see. How yeah. It looks. Okay. Well, are you ready, everyone? Quý vị có sẵn sàng chưa? Are you ready? Yes. Yes. Now you got me nervous. I'm not ready. You're ready. I'm not ready. I'm ready. All right. Then let's go. Okay. All right. Ciao. Bye. I am ready. All right. Dạ mời vô. Dạ không dám vô. Hello bác sĩ. Hi. Dạ chào bác sĩ. Bác sĩ tới đây dùm được không? Hello. Bác sĩ khỏe không? Khỏe. Khỏe. Là cô nói hôm nay mình sẽ làm liposculpture phải không bác sĩ? Dạ đúng rồi. Trước khi mà đi vô phòng giải phẫu đó, thì bác sĩ có lời nào nói với tất cả khán thính giả Việt Nam của chương trình không? Dạ, kính chào quý khán giả mời đến văn phòng của Hạnh hôm nay, với là có dịp để chia sẻ với khán giả một ca giải phẫu thẩm mỹ về liposculpture với là một người rất là nổi tiếng, cô Renee Taylor, mà cổ sẵn sàng cổ share cái experience này với quý khán giả. Everyone is ready? Yep. Yeah. You're ready for me to hand you over? any last words, Renee? Wish me luck. Wish her luck. And we hope for the best results. All right. Ciao. Have a good Bye. Time. Next time. Bye. All right, quý vị, coi như là bây giờ chúng ta đã cho cô Renee vô phòng, thì 2 tiếng sau cô Renee sẽ có cái cuộc giải phẫu xong rồi, thì chúng ta cũng sẽ nói chuyện với cô để coi kết quả như thế nào cũng như cảm nghĩ của cô ha. Okay. So the area you're interested in is your abdomen. Right. The couple of rolls here, maybe a little back here, but okay. So, can I please get you to stand up? So, what I do is I always look at the patient at the front and at the back to see what your figure is like. Mm-hmm. And since you're wearing bandage, I'm not going to take off right. your jacket, and then we're going to take off the fat from the upper, mm-hmm. the middle section, mm-hmm. the lower section, and at the waist. And then I always turn the patient around and we take care of the backside. So we're going to go along the back, along the waist and the flank, and along the hip, so that after it's going to be a sculpted result. Okay? Okay. Very good. Yes! Xin quý khán giả theo dõi ca hút mỡ của Renee tại phòng mổ. Hạnh đang chêm thuốc tê vô vùng bụng và eo của cô khách VIP Renee Taylor lúc cổ tỉnh. Xin cô vẫy tay, được không? Cảm giác của cô ra sao? It's weird. It's not painful. It's just a little tugging and pushing. I guess it would be a good description. Feels like I'm poking at poking, you, right? Yeah. Like a deep massage, uh-huh. poking. But doesn't hurt. No. Doesn't hurt. She said so. I will agree, it doesn't hurt. Chêm thuốc tê lúc Renee Taylor tỉnh vào vùng bụng và eo, đằng trước và đằng sau, tốn được.